Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình Mình là Lâm Online Những bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh Sau đó nhấn chuông để chờ video mới nhất của mình nhá Thì video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn Một cái ứng dụng nuôi ong kiếm tiền rút về ví Paypal nhá Thì ở cái ứng dụng này mình đã rút được của nó là 60 đô rồi Và video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách rút tiền ở cái ứng dụng này Thì trước khi vào video mình sẽ quay một cái event để tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất này Xem video đợt trước của mình có bao nhiêu comment đây. Mình đã dán cái đường link lên đây rồi và bây giờ mình sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất nhá. Thì bạn nào muốn tham gia event của mình các bạn nhớ để lại cho mình này. Số like kèm theo số điện thoại nhà mạng Việt theo momo cho mình nhá. Thì video đợt trước của mình có 30 năm comment. Rồi bây giờ mình sẽ chọn ra một anh chàng nào đây hoặc là một cô gái may mắn nhất nhá. Xin chúc mừng bạn Đức Ly này, lai like số 15, số điện thoại là Momo thì sau khi video này mình sẽ gửi một phần quà qua Momo cho bạn nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì vào chủ đề chính của ngày hôm nay, đây là một cái con ở à, đây là một cái ứng dụng này kiếm tiền rút về ví PayPal nhá. Và đặc biệt là hoàn toàn là miễn phí này. Thì ở cái ứng dụng này mình đã rút được của nó là 60 đô rồi. Và bây giờ mình sẽ vào này. Tí nữa cái đường link này thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video ấy. Bạn nào chơi thì các bạn sẽ ấn vào đường link và làm theo như mình hướng dẫn nhá. Và đặc biệt khi các bạn đăng ký là các bạn nhận nhận ngay cho các bạn được 5 đô rồi, hoàn toàn là miễn phí nhá. Và ở đây min rút của nó là 20 đô và mình đã đủ min rồi. Và video này mình cũng hướng dẫn các bạn là cách rút tiền luôn. Đây, khi các bạn ấn vào đường link thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này. Ở đây nó sẽ hiện lên 5 đô này, rồi các bạn sẽ ấn vào phần clear 5S này. Đó, rất là hay khi mà các bạn đăng ký là các bạn đã nhận được 5 đô rồi nhá Hoàn toàn là miễn phí luôn. Các bạn sẽ ấn vào phần lao 5S này cho mình này. Mình sẽ ấn vào đây này. Cách đăng ký của nó rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần nhập cho mình cái tài khoản Gmail của các bạn là được nhá Rồi mình sẽ ấn vào phần OK này. Đó. Mình sẽ ấn phần ok nhá. Đây đây là cái tài khoản của mình nhá. Các bạn sẽ nhập cho mình cái Gmail này. Sau khi nhập xong cái Gmail rồi ấy nó sẽ hiện lên một cái phần đó là phần tải về. Đây, hiện tại ở bên trên này có hai cái phần download, có nghĩa là download Android này hoặc là các bạn có thể tải về iPhone đều được nhá. Đây các bạn sẽ tải cho mình này. Thì khi các bạn tải thì nó sẽ trên CH Play của các bạn. Sau đó các bạn sẽ cài đặt ứng dụng về cho mình. Rồi các bạn sẽ đăng nhập cho mình cái tài khoản Gmail vừa lại các bạn đăng ký ở đây. Hầu như là các bạn đăng ký xong là các bạn sẽ nhận được là 5 đô hoàn toàn là miễn phí và ở đây là nó tự động nó đào cho các bạn nhá thì cái ứng dụng này nó cũng giống như cái ứng dụng đào bitcoin ấy thì đây là những cái con ong nó tự đi đấy bật cho các bạn thì hàng ngày các bạn chỉ vào kiểm tra xem cái số dư của mình có tăng lên hay không thôi đó còn hầu như là các bạn không phải làm gì cả các bạn chỉ cần đăng ký vào cho mình và tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho và chia sẻ cho các bạn một cái mẹo để con ong của các bạn nó có thể lấy được nhiều mật hơn nhá rồi sau khi các bạn cài đặt xong rồi các bạn sẽ ra mở app lên cho mình nhá đây bây giờ mình sẽ vào app đây đó cài đặt Cài đặt xong các bạn vào app chơi thì nó sẽ dễ hơn là khi các bạn chơi trên web nhá Bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn các bạn Cũng như là những cái thủ thuật mà cái ong của các bạn lấy được nhiều mật này Và mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách rút tiền ở cái ứng dụng này nhá Rồi mình sẽ ít ra này thì ở cái ứng dụng này mình rút của nó là 20 đô này và hiện tại mình đã rút được của nó là hai lần rồi mỗi một lần là 20 đô tổng cộng là 40 đô và ngày hôm nay mình rút nữa tổng cộng là 60 đô nhá đấy và tiền cái lúc thì nó về nhanh lúc thì nó về chậm nhưng mà không bỏ quá 24 giờ đâu đấy không bỏ quá 24 giờ nên các bạn yên tâm và chơi cho mình tí nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái thủ thuật để các bạn có thể kiếm được nhiều mặt ở đây thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn nhá và cái phần rút tiền thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn sau ở đây thì có hai cách để các bạn có thể kiếm được nhiều ong và nhiều mặt nhá cách thứ nhất là các bạn có thể đi tuyển dép cho mình này cái cách đi tuyển dép này thì các bạn có thể sao chép cái đường link của của các bạn ấy. Các bạn sẽ ở phần invention này, các bạn sẽ ấn vào đây rồi các bạn sẽ copy cái địa chỉ link của các bạn rồi các bạn sẽ đi tuyển dép và người ta đăng ký là các bạn sẽ nhận được là 10% tốc độ đào của các bạn nhá. Đây là cái phần tuyển dép của mình. Đó. Còn cái cách thứ hai đó là cái cách mà các bạn đi đến quán net này hoặc là bạn nào mà dùng nhiều điện thoại, nhiều máy tính ấy thì các bạn đăng nhập những cái tài đăng nhập cái tài khoản vừa đấy các bạn đăng ký vào ấy, đăng nhập trên đó kiểu như người ta online nhiều ấy và cái tốc độ đào của nó sẽ nhanh hơn nhá. Ở đây ví dụ bạn nào mà dùng kiểu như để treo máy ấy thì cái tốc độ đào nó sẽ cao hơn. Còn mình kiểu như là mỗi ngày mình chỉ vào một lần ấy thì cái tốc độ đào nó rất là thấp nhá đó là cái chia sẻ của mình nhá thì bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn các bạn này cách rút tiền này ở đây min rút của nó là 20 đô cơ đấy khá là cao bởi vì cái ứng dụng này một tháng mình mới đủ min một lần cơ đấy rất là lâu nhưng mà nó uy tín và nó miễn phí nên là mình chơi lâu một chút cũng được nếu mà muốn chơi những cái kèo nhanh ấy thì các bạn phải đầu tư cơ các bạn phải bỏ vốn đấy có rất là nhiều bạn muốn hỏi mình những cái câu ví dụ là anh ơi có cái ứng dụng nào mà kiếm tiền nhanh mà lại miễn phí đó rất là nhiều bạn hỏi mình cái câu đó thực sự là mình cũng chưa tìm được cái ứng dụng nào mà kiếm tiền nhanh và lại làm miễn phí cả đấy nếu mà mình có mình sẽ chia sẻ cho các bạn đấy nên các bạn cứ chào mình nhá thì video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách rút tiền từ cái ứng dụng này trước đã rồi các bạn sẽ ấn vào đây ấn vào phần more ve này cho mình này more ve này sau đó các bạn sẽ ấn vào phần pay off này cho mình nhá ở đây là khi các bạn đủ 20 đô gương, tương ứng với là 20.000 cái cái kiểu như cái này gọi là mật ong ấy 20.000 mật ong này rồi các bạn sẽ ấn vào phần pay off này cho mình này nhưng mình là mình đã liên kết trước rồi nhá mình là mình đã liên kết cái tài khoản gmail paypal ở đây trước rồi đó thì nó chỉ cần vào đây là mình chỉ có thể rút được rồi bạn nào mà kiểu như chưa liên kết thì các bạn phải điền cho mình cái tài khoản vào đây nhá rồi ở đây các bạn sẽ ấn vào phần paypal này cho mình này rồi các bạn sẽ ấn vào phần con tiêu nhá rồi ở đây mình sẽ ở phần duy quét payoff này Nó sẽ gửi cho mình cái đến cái tài khoản Payban của mình nhá Thì cái số tiền của mình tương ứng với là 20,31 đô nhá Và nó thanh toán trong vòng là 48 giờ Nhưng mà thực ra ấy, chưa đến 12 tiếng đâu Là các bạn đã nhận được tiền rồi Mình rút một lần thì nó về luôn Có nghĩa là mình ấn vào rút là tiền nó về luôn Có một lần thì mình mất tầm khoảng là 6 giờ nhá 6 giờ thì tiền nó đã về rồi Đấy, rất là uy tín và rất là nhanh nhưng mà chơi hơi lâu một chút đây là cái chia sẻ thật của mình chơi hơi lâu một chút cái này mình một tháng mình mới đủ min cơ nếu mà các bạn chơi ấy thì mình cũng nghĩ là phải hơn một tháng ấy, nếu mà bây giờ mới bắt đầu chơi phải hơn một tháng ấy. Nếu mà bạn nào mà kiểu như là hay đi quán nét ấy, thì các bạn có thể đăng nhập vào những cái tài khoản quán nét ấy, thì nó sẽ tốc độ đào của nó sẽ nhanh hơn, cũng như là tốc độ ong lấy mật của các bạn sẽ nhanh hơn nhá. Đấy là cái chia sẻ thật của mình Rồi mình sẽ ở vào phần request pay off này Để mình rút tiền tổng cái số tiền của mình là 20 đô Tương ứng với là gần 500 nghìn rồi nhá Đấy rất là ngon luôn Rồi các bạn sẽ chờ một lúc này Input này Đó subit đây Đây là nó gửi về cái gmail của mình đây Đó bây giờ mình sẽ gặp cái gmail ở đây này Rồi sau khi nhập xong cái mã code mà nó gửi về gmai ấy, mình sẽ ấn phần submit code nhá. Đó, để mình con kiểu như là nhập cái tài khoản thanh toán của mình luôn đấy. Và các bạn sẽ chờ một lúc cho mình nhá. Rồi, mình đã mình đã như vậy là mình đã rút thành công 20,31 đô nhá và mình sẽ chờ trong vòng là 48 giờ, mình sẽ ở được phần ok đây. Đấy. Hay chưa? Cái cánh tiền này, cái đồng tiền mà nó có hai cái cánh này. Đó, cái phần rút tiền của cái ứng dụng này rất là đẹp phải không? Các bạn sẽ ở được phần ok này cho mình này. Đó như vậy là mình đã rút hết nhá Có nghĩa là mình rút hết sạch cái số tiền của mình hiện tại đang có này Và hiện tại mình chỉ còn không đồng này Đó hiện tại mình đang còn là không đồng Và bây giờ mình sẽ chờ cái tiền về Đó tiền nó về trong vòng là 24 giờ cho đến 48 giờ Nhưng mà nó không đến cái thời gian này đâu Các bạn chỉ cần chờ cho mình từ 5 cho đến 6 tiếng thôi Thậm chí tí nữa tiền nó đã về luôn rồi Và cái thời gian đó nếu mà mình và khi nào về ấy, mình sẽ cho lên ký trang của mình nhá trang zalo cũng như là facebook của mình để các bạn có thể tham khảo thêm thì ở cái ứng dụng này mình đã rút được hai lần rồi hai lần đều là 20 đô tổng cộng là 40 đô mấy một lần này nữa là 60 đô rồi cho thấy đây là một cái ứng dụng hoàn toàn là miễn phí và rất là uy tín để các bạn có thể chơi cho mình nhá Tuy nó hơi lâu một chút nhưng mà các bạn tích nhiều dần dần nó sẽ thành nhiều. Nếu mà các bạn muốn nhanh ấy thì nó lại phải chơi những con app khác cơ nhưng mà các bạn lại phải bỏ vốn nên rất là cầu kỳ không phải ai cũng có tiền để đầu tư đâu nhá đó thì ở cái ứng dụng này bạn nào còn thắc mắc hoặc là không hiểu thì các bạn có thể kết bạn qua zalo hoặc facebook với mình mình sẽ hướng dẫn nhá thì video của mình kết thúc ở đây cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình xin chào tất cả các bạn nhá